thông báo của ban tổ chức chương trình Đi tìm ẩn số. Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện chương trình giải trí truyền hình mang tên Đi tìm ẩn số. Đây là chương trình trò chơi khám phá những kiến thức liên quan đến lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và khả năng phán đoán để quyết định đúng lúc trước những ẩn số đầy kịch tính của trò chơi. Chương trình này đã được thực hiện thành công ở nhiều nước trên thế giới. Điều kiện tham gia chương trình: 1. Các thí sinh là công dân Việt Nam từ 21 đến 45 tuổi đều có thể đăng ký tham gia chương trình Đi tìm ẩn số. Mỗi đợt ghi danh, các thí sinh chỉ được đăng ký một lần. Các thí sinh đã được dự thu hình chương trình Đi tìm ẩn số không được đăng ký dự thi. 2. Mỗi thí sinh đến đăng ký tham gia chương trình cần mang theo một tấm hình 3x4, giấy tờ tùy thân để đối chiếu độ tuổi theo quy định của ban tổ chức và một tấm ảnh của người sẽ trợ giúp cho thí sinh trong trò chơi. 3. Các thí sinh đến đăng ký và tham gia chương trình cần ăn mặc lịch sự và phải chấp hành các quy định của ban tổ chức. Thời gian đăng ký tham gia chương trình từ ngày 23 tháng 11 năm 2007 đến ngày 24 tháng 11 năm 2007, buổi sáng từ 8 giờ 30 đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ tại sân vận động Hoa Lư, số 2 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi chi tiết xin liên hệ ban tổ chức chương trình Đi tìm ẩn số của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 8222 517, 2102 554. Thưa quý vị, chương trình truyền hình thứ 6 23 tháng 11 trên kênh 7 gồm có những tiết mục sau đây. 5 giờ 5 phút chiếu phim phim truyền ăn chạy trốn tập cuối. 6 giờ phim hoạt hình phim bồ. 6 giờ 30 phút chào ngày mới. 7 giờ nghệ thuật và cuộc sống sân vườn phố thị. 7 giờ 15 phút di sản thế giới. 7 giờ 30 phút ca nhạc giai điệu quê hương. 8 giờ tài tử cải lương thương em cô gái vùng sâu. 9 giờ nhịp sống Sài Gòn kiến trúc tôn giáo chùa Ấn. 9 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Việt Nam bí mật của những cuộc đời tập 5 và 6. 11 giờ giai điệu bốn phương. 12 giờ chiếu phim phim truyện Hàn Quốc cơn sốt tình yêu tập 11 và 12. 13 giờ 45 phút thế giới đó đây Albert nỗi nhớ biển. 14 giờ 15 phút thưởng thức gia đình. 14 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc thời gian đẹp nhất tập 22. 15 giờ 20 phút thế giới muôn loài thám tử trong rừng tảo bẹ. 15 giờ 40 phút phim tài liệu tin ở tình yêu. 16 giờ những điều kỳ thú. 16 giờ 15 phút văn hóa ẩm thực thế giới các món ốc. 16 giờ 30 phút chương trình ra khơi. 17 giờ chiếu phim phim truyện Hàn Quốc cảnh sát điều tra tập 3 giờ 4. 18 giờ bản tin kinh tế. 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo. 19 giờ quà tặng tri thức. 19 giờ 30 phút phim hoạt hình siêu quậy Sơn. 19 giờ 50 phút tin thế giới. 20 giờ chúc mừng sinh nhật. 20 giờ 30 phút chương trình vượt lên chính mình. 21 giờ chinh phục đỉnh Everest. 21 giờ 10 phút cười chúc chơi. 21 giờ 20 phút chiếu phim phim truyện Việt Nam gọi giấc mơ về tập 64. 22 giờ 15 phút tin trong nước. 22 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc sóng gió cuối triều Minh tập 3. 23 giờ 30 phút tin cuối ngày tin thế giới tin thể thao. 23 giờ 50 phút người chiến thắng.